Em xin mến chào quý vị các bạn nha. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Trong video buổi chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2023 quý vị, đang có chương trình diễn ra lễ hội cầu ngư trước khi khai mạc lễ festival này. Phía trước kia là Mũ Lăng, Mũ Rồng. Thì đoàn diễu hành từ ở khu vực của quảng trường 24 đến công viên Đại Tỉnh quý vị. Đoạn này gần tới công viên Đại Tỉnh rồi. Này Lan Ông Vĩnh Nguyên, này của đoàn Vĩnh Nguyên quý vị. Còn một đoàn của Vĩnh Trường nữa. Đoàn bên kia không biết chắc đoàn Vĩnh Trường. Thank you.
đoàn Quỳnh Trường các bạn. Đoàn Quỳnh Trường từ dưới kia đi lên. Đoàn Quỳnh Nguyên mé bên kia. Ở dưới có mấy cái bánh xe đẩy đi rất khỏe vậy. Không khí nó rộn ràng luôn mày, hai đoàn.
hai đoàn diễu hành, đó là đoàn Vĩnh Nghiêng của phường Vĩnh Nghiêng với phường Vĩnh Trường, à, bên tay phải của vị là phường Vĩnh Trường, còn mấy bên kia là của Vĩnh Nghiêng. Rồi xong, diễu hành xong vậy. Ôi, du khách đỏ túa nhỏ xem quá trời luôn rồi. Rộn ràng cả cái đoạn đường Trần Phú khu vực gần với công viên tại tỉnh vậy. Một cái hội rất là đặc sắc. Bây giờ làm lễ ở khu vực của công viên tại tỉnh. Mọi người diễu hành nãy giờ nắng quá, bây giờ ngồi nghỉ uống nước. Lễ diễn ra khá là sớm, rất là nóng. Giờ ra biển nó bắt đầu mới mát rồi vậy. Đó, khu vực biển đó. Khu vực này là biển của công viên tại tỉnh. Giờ này ra biển gió còn mát lắm. Đó, giờ này mọi người bắt đầu tắm biển lên. Biển khu vực này có những cái hàng dừa mát lắm. Mấy cái đoàn múa lân.
Lanh Ông Vĩnh Trường. Trời có vẻ còn nắng quá vậy. Sẽ có thể nghỉ một cặp rồi mới tiếp tục làm lễ đó. Ở bên kia là Lăng Ông Vĩnh Nguyên, bên đây Lăng Ông Vĩnh Trường. Bên trong công viên này rất là mát luôn mọi người. Giờ này du khách họ cũng đi ra biển nè. Ở chỗ này có một cái con đường ở khu vực bên khách sạn họ đi ra đây. Ở ngoài biển thì phải. Có khách du lịch giờ này tắm biển. Mát lắm quý vị, công viên này mát cực kỳ luôn á. Ngay chỗ này, ngay chỗ này là cái nhà hàng Lucien rồi. Sát bên là công viên cờ tỉnh là nhà hàng Lucien. Đoàn khách này họ ra biển chụp ảnh, chụp ảnh xong đi tắm biển luôn. Giờ này bên nhà hàng Lucien họ cũng có chương trình tiệc DJ kìa. Cả nhà anh chị ơi, ngồi nghỉ chân nè. Nè. Ở đây
trong xanh, sóng cũng nhẹ đấy. Biển này tắm nó rất là sướng luôn. Đây, khu vực của nhà hàng Bia Tươi Lucien. Đầu ra biển tắm rất là đông, đa số là khách du lịch, khách trong nước và khách quốc tế cũng có luôn, đầy đủ vậy. Thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Là đẹp dữ chưa? Thấy gớm quá. Thank you.